Ngày 10 tháng 9, ca sĩ Hà Thanh Xuân bất ngờ thông báo đã chia tay vua cá Coi Thắng Ngô chỉ vài tháng sau lễ cưới. Theo nữ ca sĩ, cả hai chưa từng đăng ký kết hôn và mối quan hệ của họ đã kết thúc gần một năm qua. Ca sĩ 8X cho biết sau lễ cưới tổ chức vào tháng 5 năm 2022, cô gần như trầm cảm và phải thu mình lại trước những lời bàn tán về cuộc hôn nhân của mình. Trong thời gian ngắn ở cạnh nhau, cả hai đã phát sinh nhiều vấn đề và quyết định đường ai nấy đi. Trước đó, vào cuối tháng 9 năm 2022, Hà Thanh Xuân vẫn đăng ảnh chúc mừng sinh nhật danh nhân Thắng Ngô. Cô viết, chúng ta đã cùng nhau vượt qua bao nhiêu là sóng gió, con đường phía trước còn dài. Dù có thế nào em cũng sẽ luôn ở bên cạnh và ủng hộ anh. Thời điểm cuối năm 2022, cặp đôi thỉnh thoảng vẫn đăng ảnh đi du lịch, hẹn hò tình tứ, chưa để lộ dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Từ đầu năm nay, Hà Thanh Xuân dành nhiều thời gian cho công việc ca hát. Nữ ca sĩ hoạt động sôi nổi ở thị trường hải ngoại, tất bật chạy show giữa các tiểu bang ở Mỹ. Trên trang cá nhân, Hà Thanh Xuân chủ yếu cập nhật hình ảnh trong quá trình đi diễn cùng các dự án âm nhạc của mình mà không đề cập gì đến danh nhân Thắng Ngô trên mạng xã hội. Cho đến tháng 3, dư luận rộ lên tin đồn Hà Thanh Xuân và vua cá Coi ly hôn. Nguyên nhân bắt nguồn từ việc cặp đôi xóa hết ảnh chung, đồng thời hủy kết bạn với nhau trên mạng xã hội. Phản hồi với phóng viên Dân Trí ở thời điểm đó, danh nhân Thắng Ngô tỏ thái độ né tránh. Anh nói, đây là câu chuyện riêng tư của hai vợ chồng, chỉ mong sống yên ổn và không bị mọi sự quan tâm chi phối.